Hello bác khách nhá, em lại đóng băng cối băng trắng đi cho các bác đây. Bên em thì về mỗi lần về thì cứ gần 500 cuốn thì bán dần, bán chủ yếu là bán theo lô. Băng mà nó thật là băng đẹp bán lô mà như bán chọn, bởi vì là băng nó đẹp quá không cần phải chọn nữa anh em nhá. Đây này, cho anh em xem luôn băng này. Băng đẹp lắm ấy. Băng đẹp đẹp miên man luôn, mà là sợi băng gọi là cuộn băng như mới luôn, cuộn băng như mới, toàn băng trắng như mới luôn đây ạ. Băng trắng như mới, cái xương và cái hộp đã ok rồi, xương với hộp đã ok rồi anh em nhá. Em cứ mở cho anh em xem này, xương với hộp đã ok rồi, xương với hộp đã ok rồi, sờ cốt gan gà các kiểu, xương với hộp đã ok rồi. Những cái cuộn băng này nghiện luôn. Anh em nên mua theo lô cho nó rẻ. Bán lẻ em có bán, nhưng mà bán lô anh em mua nhiều hơn. Vì bán lô em bán cho nhanh, vì em nhập 500 cuốn một mà. Chứ em cũng bán lô cho nhanh. Anh em mua thì mua lô, vừa ngon bổ rẻ mà vừa hàng thì chất lượng rồi. Toàn đồ như mới. Cái xương với cái hộp đã đẹp rồi. Đây ạ, Scott 111 này. Anh em này có những cái băng còn nguyên 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 siêu này. Đấy, chứ có phải đâu. Này, cho anh em xem luôn này, cho anh em xem luôn này. Này, băng này toàn scot gan ga mới cứng thế này đi. Đấy, trước khi gửi cho bác em quay luôn. Đó, này. Đây này, băng quá đẹp luôn. Băng mới cả mà. Nó như mới luôn. Băng tất cả là zin tây, băng trắng chưa có chương trình. Về anh em tự thâu, bán số lượng tối thiểu 5 cuốn. Nếu mua lẻ thì 600.000 một cuốn. Còn mua 5 cuốn trở lên thì anh em thích thì 5 cuốn em tặng một cho nó nhanh. 5 cuốn tặng một. Đợt này tháng giêng tháng khai xuân này em cứ bán cho nó hết. Cho anh em đang có quà tặng cho anh em, bao miễn phí ship này. Mua 5 tặng một. Còn mua lẻ thì phải chấp nhận 600.000 một cuốn. Còn bán là bán theo lô. Nhưng mà bán toàn bằng đẹp cả rồi, cho nên mua lô cũng như là mua lẻ toàn bằng đẹp rồi, chả cần phải chọn. Đấy, cho nên là giá lô 1,5 triệu, 5 cuốn tặng 1, bao ship, nhanh gọn, chốt thì khẩn trương. Xin cảm ơn, ngon bổ rẻ lắm rồi, tiền xương và tiền hộp nó đã quá đủ rồi. Ok, anh em chốt nha, bây giờ em đóng hàng tiếp tục đây.